Dạ, Hiệp Vị Tới Quỳnh Nha xin chào mọi người. Hôm nay Hiệp Vị Tới Quỳnh Nha xin giới thiệu đến mọi người một sản phẩm là vớ suy giãn tĩnh mạch tay đến từ thương hiệu của Mỹ là Chubb và có tên đầy đủ là Chubb Elna Light. Thì vớ này sẽ chịu cho mình áp lực là từ 20 đến 30 mm thủy ngân và điều vớ được sử dụng để điều trị kiểm soát phù nề bạch huyết, rồi viêm tĩnh mạch, suy tĩnh mạch, giãn tĩnh mạch và các triệu chứng bất thường của mạch máu hoặc là sao hút mỡ. Thì vớ này được làm từ chất liệu có độ đàn hồi tốt, mềm mại và hớn khí, thì được giảm kích ứng da hoặc là giảm ngứa. Thì để sử dụng vớ một cách hiệu quả thì mình sẽ phải đo cái phần tay, cánh tay của mình một cách chính xác để lấy cái size phù hợp với nó. Thì vớ tĩnh mạch tay này sẽ có 3 size là SML. Thì để đo một cách chính xác mình sẽ đo cái phần cổ tay hoặc là phần bắp tay và phần cánh tay. Thì sau đó mình sẽ lấy chỉ số, mình chọn cái size phù hợp với mình là SML. Thì sau đây em xin mọi người hướng dẫn mọi người cách sử dụng vớ. Đây phần vớ, thì cái phần này là mình sẽ sử dụng ngón tay cái và bốn ngón còn lại thì mình sẽ mang ở đây. Đầu tiên mình sẽ lặn cái phần vớ này ra, lặn cho tới cái phần nối giữa cổ tay và cánh tay. Thì ở đây là cái phần ngón cái của mình sẽ đưa vào đây và bốn ngón còn lại thì tương đương mình sẽ đưa vào như thế này, và sau đó mình sẽ lặn cái phần trái này lên, và sau đó mình dùng tay mình kéo từ từ lên thì cái phần vớ của mình nó sẽ được mang vào trong tay một cách dễ dàng. Thì sau đây em xin hướng dẫn mọi người cách vệ sinh và bảo quản vớ. Thì vớ này mình sẽ vệ sinh bằng cách là mình ngâm hoặc là mình vò nhẹ với nước xả vải có mùi hương, không sử dụng chất tẩy mạnh hoặc là không sử dụng bàn chải để mình chà, và phơi ở nắng nhẹ hoặc là phơi gió, không phơi nắng gắt. Sau đây em sẽ chia sẻ với em về với suy giãn tĩnh mạch tay Chubb Elna Light. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi.